Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Vâng, hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm luôn. Vâng. Quả này các bác mà nghe nhạc bolero hay là nhạc tiền chiến hay là nhạc trữ tình không lời thì em thực sự các bác là em đảm bảo cho các bác là các bác mê luôn. Nghe là mê, nghe là phê các bác. Vâng. Con này các bác đầu tư là chỉ có được thôi. Đấy. Hàng này nghe nó sướng đúng không các bác? Đây là con Yamaha LS 630. Các bác nào theo dõi kênh em thì biết đúng không ạ? Dòng này em bán rất chạy luôn. Bán cực nhiều luôn. Bởi vì nó hay. Đấy, em bán hàng em bảo hay, em khen hay thì là vứt. Nhưng mà khách hàng nhà em nhiều bác mua rồi mà khen hay, các bác yên tâm dùng phê. Bởi vì có hay thì người ta mới mua nhiều, người ta mới giới thiệu cho nhau mua nhiều các bạn. Cái gì cũng vậy, đồ ăn vậy, các bác cứ để ý xem các quán ăn ấy. Quán nào ngon người ta mới giới thiệu cho nhau đúng không ạ? Không ngon chả ai giới thiệu cả. Đấy. Thế nên là một con loa hay mà em bán được nhiều thì chứng tỏ là con ấy phải rất là hay thì người ta mới mua nhiều như vậy. Đấy. Thế nên các bác yên tâm. Những con gì mà em hay quay thì là những con đấy là khách hàng nhà em mua rất nhiều. Đấy. Bởi vì là em bán theo khách hàng, cứ cái gì mà khách nhu cầu cao thì em sẽ nhập về em bán, chứ em không bán theo kiểu là cái em thích. Bởi vì cái em thích nhưng nhiều cái em bảo cô gái này đẹp đúng không ạ, cô này chân dài cô này đẹp nhưng với các bác nhìn trông như con dở hơi đấy, kiểu dạng như vậy đúng không ạ. Nên là nhưng mà ở đây là em bán là em dựa trên gì ạ, cái khách hàng đấy, cái tệp khách hàng nhà em đấy, cứ 20 bác thì lại có tới 16 bác mua hàng mà lại mua đúng cái mã này thì chứng tỏ là nó phải hay thì người ta mới mua như vậy đúng không ạ. Đấy. Nên là các bác yên tâm nhé, riêng về mặt chất âm các bác hỏi em có hay không, em khẳng định với các bác luôn, hay. Đấy, hay, chắc chắn luôn các bác nhé. Bởi vì đây là một dạng loa mà một cái mã mà sản phẩm mà em bán cực hot luôn. Đấy. Có thời điểm không có hàng mà bán luôn. À, đây là con Yamaha LS 630, hàng 3 đường tiếng các bác nhá, đây, gồm bát, trung, tép. Đấy và có thêm các phần điều chỉnh tinh chỉnh. Đấy, tinh chỉnh các cái giải của nó. Phê lắm các bạn này. Đấy, tép làm theo kiểu dạng hồng tâm và tất cả các cái nào của nó nhé đều là kim loại hết các bác nhé, kiềng kim loại, thiết kế theo kiểu dạng cổ các bạn. Đấy, nhiều bác nhìn bảo là bắt ốc nó nhô nhô ra ngoài như này nhìn nó không hợp lý nhưng mà thực ra không phải đâu, họ thiết kế theo kiểu cổ điển đấy các bạn, tức là nó mộc mạc mà nó thô sơ ấy. Nhiều con thì nó bắt theo kiểu dấu ốc đấy, nhưng mà với những con này thì nó không, nó sẽ bắt theo kiểu là gì ạ, ốc nó sẽ để nguyên như này, nó mộc mạc đấy, nhìn nó kiểu nó thô bạo ấy các bạn, nhưng mà nó đẹp, thô nhưng mà đẹp đấy. Về hình thức thì mời các bác căng em để trên này nhé, căng em để trên này hai trước này. Đấy. Con này thiết kế quá đẹp luôn các bác. Cái này thì màu bác nào không thích kiểu màu như này thì về mình có thể sơn xin lại nhé, các bác có thể sơn sang cái màu như kia cũng được nhỉ. Này nói chung là mình thích màu gì là mình có thể là sang màu khác được, bởi vì cái này nó là cái chất liệu gỗ của nó khác với cả thông thường đấy, các bác có thể phun sơn hoặc là mình có thể là để nguyên được để mộc. Đây coi nhìn này, cái chất liệu gỗ của nó là từng miếng một và nó dán vào nhau nhé. Này nó không giống như cái gỗ gỗ thông thường, ví dụ như cái loa Teklik kìa đấy, cũng 5-6 triệu một cặp đấy, nhưng mà gỗ của nó gỗ ép, bởi vì mỗi một con loa nó sẽ có một cái cơ cấu riêng và một cái chất âm riêng, thế nên người ta sẽ tạo ra một cái chất gỗ riêng để nó hấp thụ âm thanh và để nó phản hồi lại âm thanh, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng riêng đấy, không con nào giống con nào đâu các bác nhá. Đấy, đây dòng này thì nó làm sẽ cầu kỳ hơn, đẹp đó. Đây là Yamaha này, có mã là LS 630, cầu loa cầu kẹp và hàng sản xuất tại Nhật đấy, vẫn còn tem của bên dấu bên Nhật này. Đây. Đấy. Thành vách thì quá ok rồi, không chê được. Con này thì quá tuyệt vời. Cái màu này các bác thích thì mình có thể là làm lại được nhé, màu sơn lại được, sơn xi lại. Đấy, hoặc mình có thể dán lại. Đây, các bác thích thì làm theo kiểu màu dạng như này. Nói chung là cái loại gỗ này ấy, thì các bác đánh màu thì em thật các bác là mê ly luôn. Bác nào ví dụ nhà mà làm thợ mộc ấy, bê con này về cho em nói thật luôn. Các bác làm mộc xong, các bác làm màu xong các bác bán vênh được cả triệu luôn. Bởi vì con này trên thị trường hiện tại nó đang bán là đâu đấy nó khoảng là gần 5 triệu. Đấy gần 5 triệu. Thực sự có bao nhiêu vậy. Đấy nhưng mà con này thì em đang xả nhá. Em đang xả bởi vì mấy hôm nay em đơn hàng ra nhiều quá. Đấy, đơn hàng ra nhiều quá đúng quanh xả. Không các bác kiện. Các bác là sao mày bán cho các anh kia giá thế mà sao mày lại bán cho anh giá đắt hơn mấy trăm. Em bảo rồi, cứ cái gì mà cuối tuần em hay xả lắm. Đấy, nên là bác là tranh thủ mà cứ theo dõi kênh nhà em mua được cuối tuần ấy, thường là hay có hàng ngon, giá rẻ. Đấy. Cặp này em đang xả còn có cặp này bình thường đang bán là hơn 4 triệu nhá. Em đang xả cặp này hiện tại ngay ngày hôm nay nhá, cuối tuần nhá. Bác nào chốt để các bác giá này 3 triệu 860 nhá, 3860. Đấy, bác nào chốt alo cho em 3860, bác nào chốt em test bàn giao đầy đủ 3 tép nên ok cho các bác từng trước một. Còn cái màu này nhá, bác nào làm thợ mộc hoặc anh em làm thợ mộc hoặc hàng xóm hay nào, nói chung là chỉ cần biết về thợ mộc thôi, các bác mang ra bảo người ta đánh vắc ly lại, em đảm bảo với các bác sang tay luôn cũng được khoảng gần triệu bạc luôn. Các bác làm xong các bác sang tay cũng được gần triệu.
thực sự luôn, bởi vì cái vỏ này nó khi các bác mà đánh Vecly nhá, nó đẹp lắm các bạn đánh Vecly màu nó đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn đấy. Đấy mà bác nào mà thuần biết về các loại màu thì thôi, đỉnh luôn. Đây các bạn nhìn này, nó đẹp như ngay. Chất âm thì không thể chê được. Nếu mà nói về chất âm thì không cần phải nói nhiều, về cái giá tầm khoảng 3860 em nghĩ là các bác thừa sức chơi được. Bởi vì chất âm nó hay, chất âm của nó nhá, vượt tầm đấy luôn. Chất âm vượt tầm đấy luôn các bác nhá, riêng về chất âm. Đấy. Còn về hình thức thì ok, các bác chịu khó về mình sơ sài qua tí, sơn si qua lại tí cho đẹp, cho rút lại tí cho đẹp. Còn không để mộc mạc để nguyên si. Đấy, bác nào nghe thì để mộc để nguyên si. Nhá. Đấy. Giá thì em để các bác là 3860, giá này là để các bác về gọi là mất công tu bổ thêm tí, còn giá em bán chính của nó là 4 củ rưỡi cơ. Em đang bán hiện tại là 4 củ rưỡi nhưng mà giá thị trường còn cao hơn nữa nhá. Nó có thể là 38, 39 tùy từng cặp. Đấy nhưng mà thông thường thì nó rơi khoảng là 36, 38 gì đấy, 36, 3 rưỡi. Đấy thì em cặp này em đang bán là 3 củ rưỡi nhưng mà em xả cho các bác vài trăm để các bác về ngồi cho chuốt tí. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em nhá. Phê lắm các bác yên tâm, con này phê.